Đồng hồ dây cót để bàn không chỉ là vật dụng hiển thị thời gian mà còn trở thành món đồ trang trí đẳng cấp, sang trọng trong không gian sống hiện đại. Hôm nay, Kỳ Lân Luxury xin giới thiệu đến quý khách một trong những sản phẩm nổi bật thuộc dòng đồng hồ để bàn là đồng hồ Tellurium 4 được thiết kế với cấu trúc hoàn hảo, được đặt trong một khối kính hình lập phương trong suốt và còn có bốn chân đỡ bằng nickel, mang lại sự hài hòa giữa các chi tiết sắc sảo và uyển chuyển, kiểu dáng hài hòa giữa các đường nét góc cạnh và uốn lượn mềm mại. Đồng hồ dễ dàng hòa quyện với nhiều phong cách nội thất khác nhau, từ cổ điển đến hiện đại. Đồng hồ không chỉ đơn giản hiển thị giờ phút qua hai kim truyền thống, mà còn có kim dây nhỏ lướt nhẹ trên góc trên mặt số, thể hiện sự chính xác của cổ máy bên trong. Tuy nhiên, điểm nổi bật chính của sản phẩm này là nằm ở đỉnh đồng hồ, với cơ chế mô phỏng hệ thái dương. Bên dưới máy vòm kính sapphire là mô hình trái đất di chuyển xung quanh mặt trời theo đúng quỹ đạo thực tế. Trái đất nghiêng 23.44 độ, hoàn thành một vòng quay trong 365 ngày, đồng thời đóng vai trò như một kim chỉ ngày tháng và cung hoàng đạo. Điểm đặc biệt không thể bỏ qua là hệ thống chuông Westminster mang đến âm thanh vang vọng. Với cơ chế chuông điểm giờ này, vị chủ nhân có thể cảm nhận thời gian qua từng hồi chuông ngân vang. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.